chào hai thầy cô. Ui, cô Thương này xinh thế. Thế với cả, nghe nói thầy chỉ đi dạy piano mà đã có nhà Hà Nội. Đã thế lại còn chuẩn bị đặt xe ở VinFast nữa chứ nhỉ? Ai mà được như cô Giang, vừa đi dạy lại vừa bán mầm, ai mà theo kịp. Mời thầy Vinh lên tầng 5, bốn học sinh đang chờ. Còn cô Giang qua phòng 309. Dạ con em, sao học sinh cứ bom em hoài? Tại vì cô cũng hay delay chứ sao? Ơ sao cô lại khóc? Học sinh cũng đang đến rồi. Lúc trước cô điện thoại gọi vào lễ tân rằng hôm nay chị thùng xăm, chị xin cho các con đến muộn, phiền bảo cô đợi chị 30 phút thôi. Em đừng có mà tính điều, chị nộp tiền cả khóa luôn. Vừa bảo chị 10 triệu, giờ nộp tiền lại có 9 triệu rưỡi là sao? Dạ chị thừa 500k, tiền cả khóa được giảm mà. Chị làm em hết hồn, em cứ tưởng mình vừa tính sai. Anh Tuấn lâu lắm mới thấy anh thăm cơ sở, anh mới lấy xe này đúng không? Em Sơn ừ anh đây, anh xuống để thăm em à, chúc có thể pha ấm trà mời anh. Nào lễ tân ra đây, đón anh Tuấn đi vào, thấy anh sao không chào? Ôi anh Tuấn em nhìn không ra, giờ em nhìn ra chưa? Đúng anh Tuấn đây rồi. Ừ, đúng thì phải thế nào, mau rót nước pha trà mời anh. Thu, Thu à? Trước đây là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng bây giờ là lễ tân cơ sở. Trần Quốc Hoàn gọi cho anh Thu nói, bên em có lô đàn rất ngon của Nhật, mới đưa về Nguyễn Khang cơ sở, và một 20 hào nam. Loại này âm sắc thì phải gọi là tuyệt vời, nhưng giá nó hơi chua vì được nhiều người đặt rồi. Thế giá nó bao nhiêu? Dạ loại này khoảng 10.000. Ok, anh chốt con này. Anh chốt à? Vậy thì anh ký và đặt cọc khoảng 1.000. Em sẽ cho xe chuyển về thẳng phòng nhà mình, miễn phí lên dây và phụ kiện của đàn thì tặng anh mình luôn. Em ơi, có khách kìa, phụ huynh đến. Nhà con phòng học không em? Dạ còn một phòng trống, chị đang tìm hiểu hay đăng ký cho bé à? Chị học hành gì nữa, chị tìm hiểu cho con, phiền em tư vấn với sắp xếp cho chị luôn. Lộ trình thì ra sao? Lộ trình thì ngon luôn, đảm bảo đầu ra cho con thi quốc tế à? Vậy thì chị ok, nộp tiền cả hai khoa, chỉ cần bên em cam kết đúc chất lượng thôi. Dạ được chị, bên em đã hứa là chắc chắn sẽ làm. Ngoài nhạc cụ thì bên em vẫn còn nhiều môn rất hay. Đâu, kể cho chị nghe xem nào. Đào guitar ukulele với cả thêm bộ môn hát nữa, mỹ thuật may môn violin, trông điện cơ với ca dòng này, thêm môn múa nó cũng chất lử, hay là môn cảm thụ cũng vui. Rồi dance sport MC nhí đầy đủ các môn. Còn gì nữa? Ngoài ra con còn được tham gia các cuộc thi lớn bé nữa nhé. Mỗi cuộc thi định kỳ trôi qua, con sẽ thêm những bước trưởng thành, biết kết nối lắng nghe chia sẻ, hay tự tin ở một đám đông. Vì âm nhạc sẽ giúp cuộc đời chúng ta tươi vui như sắc hoa.